hiểu lẽ tự làm nên dân sạo tà đán và tự luyện lòng. Nhưng những kẻ dữ sẽ cứ làm điều dữ, trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu, xong kẻ của sáng sẽ hiểu. Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng và sẽ luyện lòng. Nhưng những kẻ dữ sẽ cứ làm điều dữ, trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu, xong kẻ khôn sáng sẽ hiểu. Xin cảm ơn Hội Thánh, kính mời Hội Thánh cùng ngồi. Kính thưa Hội Thánh, lắng nghe và đón nhận lời Chúa là người khôn ngoan, bởi vì mọi sự sẽ qua đi, nhưng lời Chúa còn lại mãi mãi. Và thì giờ này, kính mời Mục sư Nguyễn Quốc Dũng, cậy ơn Chúa sẽ giao giảng sứ điệp Kinh Thánh trong buổi sáng hôm nay. Kính mời ông sư. Kính chào toàn thể con cái của Chúa. Chúng ta rất vui mừng vì cớ Chúa ban cho chúng ta ơn dạy dỗ khôn sáng. Đời sống của một người trưởng thành ở trong Chúa, chúng ta sẽ nhận được điều này. Bởi vì khi chúng ta mới tiếp nhận Chúa, chúng ta sẽ không hiểu được điều gì đâu. Ngay cả chúng ta bước vào nhà thờ thì ai nói gì thì chúng ta nghe nấy, ai chỉ sao thì chúng ta làm vậy. Nhưng mà sau một thời gian chúng ta đi nhà thờ rồi, chúng ta chịu khó học Kinh Thánh, chúng ta nghe giảng và chúng ta tìm hiểu, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy mình trưởng thành hơn. Có những người nói đúng, nhưng mà cũng có những người nói sai. Có những người chỉ dẫn và chúng ta thấy rằng nó giúp ích cho chúng ta thật là nhiều, nhưng mà cũng có những người thì họ chỉ dẫn chúng ta nhưng chúng ta chẳng tiếp thu gì được hết. Cũng như khi chúng ta đi nghe giảng cũng vậy, khi đã trưởng thành trong đức tin rồi thì chúng ta sẽ nhận thấy được những điều gì Chúa dạy dỗ cho chúng ta, còn có những điều gì mà do nơi con người diễn giải, giải thích mà mình không có nhận được cái sự hiểu biết, hay là không cảm thấy được khôn ngoan hơn, mà trái lại còn chỉ làm cho mình có những cái đời sống mà chúng ta thấy là nó dễ ngã lòng hơn. Thành ra chúng ta thấy rằng chúng ta khi chúng ta trưởng thành trong đức tin, chúng ta mới bắt đầu có những cái nhận xét, có những cái hiểu biết, và chúng ta biết ơn Chúa vì cớ những điều này. Đó là mỗi ngày chúng ta được khôn ngoan hơn, sáng suốt hơn khi chúng ta ở trong đường lối của Chúa. Nếu như ngày hôm nay chúng ta còn là một người ở ngoài đời, một người ngoài thế gian, thì điều rất là đau lòng và rất là khổ sở cho chúng ta đó là nếu chúng ta bước vào trong nhà thờ và được mời cầu nguyện thì chúng ta sẽ không biết cầu nguyện là gì hết và không biết nói chuyện với Chúa ra sao. Thành ra bây giờ chúng ta cứ thử đi, chúng ta vào một trường đại học, thậm chí là nơi mà gọi là giáo dục cao nhất của con người đó, một trường đại học đào tạo tiến sĩ, chứ không phải là nói đào tạo cử nhân không thôi. Chúng ta mời một ông tiến sĩ, một ông giáo sư, bây giờ xin mời ông cùng với tôi cầu nguyện với Chúa. Chúng ta sẽ thấy rằng ông giáo sư tiến sĩ đó, ông lắc đầu liền, ông từ chối liền, ông không biết cái gì hết. Vào cái bệnh viện chúng ta gặp mấy ông bác sĩ rất là giỏi, điều trị cho tất cả các bệnh nhân. Chúng ta nói với ông bác sĩ: bác sĩ ơi, bây giờ bác sĩ cùng với tôi cầu nguyện với Chúa nghe. Chúng ta sẽ thấy là ông bác sĩ ông sẽ cười và ông sẽ nói là tôi chẳng biết cái gì hết. Đó chính là điều mà tại sao chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta rất lấy làm biết ơn Chúa. Dầu chúng ta không phải là những người khôn ngoan, học thức, tài giỏi, nhưng có một điều, đó là chúng ta được sự dạy dỗ khôn sáng trực tiếp từ Đức Chúa Trời ở trên trời, và chúng ta có mối giao thông với Ngài một cách rất là rõ rệt và rất là tốt lành. Cho nên chúng ta thấy rằng khi chúng ta được ơn khôn sáng của Chúa, chúng ta mới hiểu được điều này. Đây là chỉ ơn từ nơi Đức Chúa Trời ban cho mà thôi.
không phải là bởi nơi học thức hay là tài giỏi mà ai có thể làm được điều này cả. Cho nên chúng ta trở lại với sách Daniel đoạn thứ 12 chúng ta đã đọc vừa qua. Chúng ta thấy rằng Daniel nói rằng trong những ngày sau rốt, trong những cái ngày cuối, thì chúng ta thấy rằng những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng cung, và những kẻ dắt đem nhiều người về cho mình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Sự khôn sáng mà Chúa đã dạy dỗ cho chúng ta ngày hôm nay không phải là để chúng ta sẽ ở trên thế gian này làm được nhiều tiền, không phải là ơn khôn sáng mà Chúa ban cho chúng ta để rồi chúng ta sẽ trở thành những người làm thầy người khác trong các lĩnh vực đạo đức hay là chuyên môn gì cả. Nhưng mà ơn dạy dỗ khôn sáng của Chúa là để giúp cho chúng ta tìm thấy một con đường mà sau này chúng ta sẽ là những người rực rỡ như các ngôi sao đời đời ở trên vòng cung của Đức Chúa Trời. Con đường này không phải là ai có thể đi được, chỉ có những ai ở trong Chúa Giêsu Christ và được Chúa ban cho sự hiểu biết để nhờ cậy nơi dòng huyết của Chúa Giêsu và chúng ta thờ phượng Chúa, đi trong đường lối tinh kính, và rồi chúng ta mới được bước vào trong nhà đời đời của Chúa để được sáng láng mãi mãi. Còn bằng không, chúng ta sẽ thấy rằng mọi người sẽ giống như là những kẻ ngủ ở trong bụi đất, thức dậy nhưng mà lại chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. Đây là một cái ơn mà Đức Chúa Trời Ngài đã dạy dỗ cho chúng ta để cho chúng ta biết mà chúng ta tỉnh thức ở trong ngày sau rốt. Đó là ai cũng sẽ được sống lại hết, kể cả những kẻ hung dữ, kể cả những người gian ác, kể cả những người phạm tội, tất cả mọi người đều sẽ được sống lại. Nhưng mà những người sống lại đó họ sẽ ở đâu? Họ có cùng ở chung với những người công bình, những người được cứu chuộc bởi huyết của Chúa không? Chúng ta thấy rằng chắc chắn rằng không. Đó là điều mà Chúa đã cho chúng ta biết rằng những người khôn sáng sẽ được rực rỡ. Những người ở trong đường lối của Chúa Trời thì mới được ở nơi phước hạnh như là một phần thưởng mà Chúa đã ban cho chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta làm việc gì chúng ta cũng biết rằng nó cũng có một cái sự phân biệt rất là rõ giữa người tốt và người xấu, giữa người làm được việc và người không làm được việc. Phần thưởng chỉ dành để cho những ai làm việc siêng năng chăm chỉ, còn những ai lười biếng và không có chăm lo việc làm của mình thì chắc chắn rằng không thể đến để mà nhận phần thưởng được. Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa là đấng ban cái phần thưởng sự sống đời đời cho tất cả những con cái của Ngài. Và đó là ơn mà Chúa dạy dỗ cho chúng ta. Ơn này là Chúa dạy dỗ bằng Thánh Linh, không phải là bởi con người. Thành ra nhiều lúc chúng ta có những tín hữu đi nhà thờ thì chúng ta thường hay có cái để ý về cái việc những cái người diễn giả, những người giảng dạy, chúng ta thường hay khen người này giảng có ơn, người kia giảng không ơn, người này giảng dễ nghe, người kia giảng không dễ nghe. Nhưng thực ra thì cái ơn mà dạy dỗ là từ nơi chính Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, chứ không phải là qua một người khác. Nếu như ngày hôm nay mà chúng ta thường hay nói rằng mình có thể nghe qua người khác được, tức là nghe qua một cái vị diễn giả, qua một mục sư nào đó giỏi, chúng ta nghe giảng, điều đó không phải là cái việc ngăn trở. Tuy nhiên chúng ta cứ thử nghĩ như thế này, là tại sao mà ngày hôm nay ở trên sân bóng đá mà có những người họ bỏ ra cả mấy chục triệu luôn nữa để mà đi đến tận cái sân bóng đá để coi những cái trận bóng đá, trong khi đó thì những người khác thì ở tại nhà chỉ cần bật tivi lên xem trên bóng đá, lại còn nghe được tường thuật kỹ lưỡng những cái cách mà người ta thi đấu nữa. Mà tại sao lại có nhiều người họ lại thích và họ lại
muốn bỏ một số tiền rất là lớn ra để đi đến tận sân bóng đá để mà họ nghe, họ xem, họ thấy. Bởi vì có những việc mà chúng ta biết rằng chỉ có những người mà mắt thấy, chứng kiến là tại chỗ và chính bản thân của mình nhận định thì thích thú hơn là mình phải nghe qua một cái người khác. Hồi còn nhỏ thì tôi thường hay thích bỏ tiền ra, mặc dù là không phải là mua vé hạng A, nhưng mà chỉ cần một vé rẻ thôi, nhưng mà được vào cái khán đài C, khán đài B ở trong sân Thống Nhất để ngồi xem các trận bóng đá của Hải Quan đấu với Sài Gòn hay là cảng Sài Gòn hay là thế này, đội này đội kia, là thích lắm. Ngồi là mình quan sát được, mình thấy cầu thủ chạy hơn là ngồi ở tại nhà mở TV lên để mà coi. Thành ra ở tại đây trở lại với cái vấn đề là nếu như chúng ta học, chúng ta được dạy dỗ mà được trực tiếp thì cái điều đó nó sẽ là phước hạnh hơn khi chúng ta cứ chỉ học mà qua gián tiếp, qua TV, qua sách vở, qua truyền thanh, qua những chuyện này chuyện khác. Ngày hôm nay Chúa ban ơn dạy dỗ để Ngài sẽ đến với chúng ta một cách rất là rõ ràng, bởi vì Thánh Linh của Chúa ngày hôm nay vẫn đang hiện diện ở trong lòng của mỗi con cái của Chúa. Và Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu Ngài vẫn đang đi giữa các chân đèn để rồi Ngài sẽ soi sáng, Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta khi chúng ta chịu khó. Chẳng những chúng ta đã nghe những bài giảng ở tại nhà thờ rồi, hay là chúng ta đã nghe những bài giảng ở trên TV rồi, hay là chúng ta nghe những băng đĩa rồi, thì cái điều quan trọng hơn đó là chúng ta ngồi lại, chúng ta tự học lấy, chúng ta tự suy nghĩ hơn để xem coi Chúa dạy gì cho mình. Chứ còn nếu không thì chúng ta sẽ giống như là những người xem bóng đá mà chỉ nghe mấy ông tường thuật viên là cứ nghe chạy đường này, chạy đường kia, chạy chỗ này, chạy chỗ nọ, vô rồi, nhưng mà thật ra cái bánh nó bắn tuốt ra bên ngoài. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng khi mà nghe lời của người khác, đó là chúng ta sẽ thấy rằng nó nguy hiểm ở những cái chỗ đó. Và chúng ta nghe rồi chúng ta thấy hấp dẫn lắm, nhưng mà đôi lúc cái sự thật nó không đúng như vậy, và khi đó chúng ta sẽ thất vọng. Còn nếu chúng ta trực tiếp đến với Chúa, Chúa sẽ chỉ cho chúng ta cái điều nào đúng, cái điều nào sai, và thậm chí đụng chạm đến chính bản thân của chúng ta cũng cảm thấy hài lòng để mà chúng ta sửa lại nữa. Chúng ta biết và chúng ta chấp nhận được sửa chữa lại. Còn nếu như chúng ta chỉ nhờ cái sự dạy dỗ người khác, thì có những người dạy dỗ cho chúng ta nghe, nhưng mà có những người mà khuyên chúng ta vẫn không bao giờ chúng ta chấp nhận được hết. Cho nên chúng ta thấy là những người khôn sáng sẽ rực rỡ, sẽ được Chúa ban cho mỗi ngày hiểu hơn, nhiều hơn, thấy rõ hơn những các vấn đề mà người khác không thấy. Cho nên tại sao mà chúng ta thấy rằng cái việc học đã giúp đỡ cho nhiều thiếu niên, thiếu nhi từ lúc còn bé, chúng ta thấy rằng nó không có ra gì hết. Khi mà xem lại những cái hình ảnh của những cái nhân tài ngày hôm nay đó, thì lúc còn trẻ là không có ra gì cả. Họ chỉ là những cái em bé nghịch ngợm, những cái nhà phát minh vĩ đại mà nghe nói rằng làm những cái thí nghiệm mà làm còn người bị la rầy nữa, hư hao nữa, cha mẹ coi thường nữa. Nhưng mà sau này thì bây giờ họ là những thiên tài. Tại sao như vậy? Bởi vì cái tinh thần học hỏi, tinh thần được sự dạy dỗ, được sự dẫn dắt, nó là cái tinh thần mà từ nơi chính Chúa đã đặt để ở trong lòng của chúng ta, của mọi người. Nhưng nếu chúng ta không yêu mến Chúa, chúng ta không khao khát, không tìm kiếm Ngài, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái việc học đó nó sẽ để qua một bên, giống như là chúng ta học các môn học của các lớp trong thời kỳ học trung học, trung học phổ thông hay là trung học cơ sở. Bây giờ mà hỏi lại thì chắc chắn rằng tôi cũng không còn thể nào nhớ những cái môn toán học hay là môn lý hóa gì ở trong các những ngày mà ngồi ở trên ghế nhà trường học cả. Nhưng mà học về lời của Chúa thì nó sẽ làm cho chúng ta nhớ mãi nhớ hoài. Giống như là khi học nhạc, học đàn rồi đó, thì bây giờ tôi có bỏ mấy chục năm đi chăng nữa thì tôi ngồi lại tôi vẫn có thể đàn được.
tôi học về ngôn ngữ tiếng Anh cũng vậy, mấy chục năm rồi có thể bỏ cũng được, nhưng mà nói lại thì vẫn có thể nói lại được, đọc lại được. Bởi vì những cái gì mà nó từ ở trong cái trong tâm, trong tấm lòng mà chúng ta chịu học hỏi, chúng ta chịu tìm kiếm, thì những cái điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta mỗi ngày chúng ta cố gắng, chúng ta sẽ rèn luyện nó tốt hơn. Còn nếu chúng ta không có ham thích thì mọi việc chúng ta sẽ để nó qua một bên, giống như các công việc khác ở trong đời sống vậy. Con cái của Chúa ngày hôm nay chúng ta được ơn dạy dỗ khôn sáng từ nơi Thánh Linh của Chúa, đó là điều mà chúng ta được dạy dỗ mỗi ngày. Và chúng ta sẽ đi đến cái chỗ là chúng ta sẽ sáng láng. Đời sống của những người được ơn của Chúa dạy dỗ cho khôn sáng đó, chúng ta sẽ thấy rằng đời sống nó sáng láng lắm. Sáng láng ở đây không phải là có nghĩa là cái người đó thông minh lanh lợi. Khi chúng ta nhìn xem những em bé mới sanh hoặc là những em bé còn trẻ, còn nhỏ, chúng ta thường hay khen, chúng ta thường hay nhận xét các em bé rất là sáng láng, bởi vì thấy nó thông minh, lanh lợi, ra đời, ra đường, thấy người nào mà ăn nói đối đáp nhanh lẹ, nói năng phải nói rằng rất là dễ nghe, dễ chịu và giải thích mọi chuyện, chúng ta thường cho rằng đó là những người sáng láng. Nhưng mà thực ra thì chúng ta biết rằng ở tại đây Chúa cho chúng ta biết rằng những người sáng láng đó là những người tinh sạch, đó là những người mặc áo trắng. Sẽ có nhiều người sẽ tự làm nên tinh sạch và trắng, được luyện lọc nữa. Những người sáng láng ở trong Chúa là những người tinh sạch, thánh khiết, được luyện lọc. Không phải chỉ tinh sạch, thánh khiết không về mặt cái đời sống tâm hồn, nhưng mà mỗi ngày chúng ta đều được Chúa luyện lọc qua những cạm bẫy, những cám dỗ mà con cái của Chúa đều vượt qua được. Đây là điều mà rất là khó. Biết bao nhiêu những người đã từng bị rơi vào trong những cái bẫy mà chúng ta đã từng hay nghe. Một cái người mà đi trước chạy xe, đang chạy xe rồi chạy trước chạy chậm, tự nhiên rớt cái bọc, cái hộp cũng chạy luôn. Cái người đứng xa chạy theo, ô kia chị, rồi rớt cái bọc kia. Cái ngồi xuống lượm lên thấy, mở ra thấy mấy cái chỉ vàng, cái chạy theo. Cái người kia nói rằng, đổi đi, đổi mất tiền đi, tôi để cái đó cho chị. Và họ nhìn thấy những cái miếng vàng lóe sáng và tưởng rằng mình lượm được cái vàng là tốt và sẵn sàng cởi chiếc đồng hồ ra để đổi cho cái người, một cái người khác mà họ đã thấy cái cục cái với cái món đồ đó. Và rồi thì đến khi cái người kia đi ra ngoài tiệm vàng đổi để mà thử thì thấy rằng đó là vàng giả và mình đã bị mắc lừa. Những cái chuyện mắc lừa như vậy rất là nhiều và nhiều chuyện khác nhau, không có chuyện nào là giống chuyện nào cả, nhưng mà con người vẫn bị cám dỗ và không thể vượt qua được. Cho nên nếu như chúng ta ở trong Chúa, chúng ta có được những cái sự sáng láng ở trong Chúa, thì chúng ta cần có được cái sự luyện lọc từ nơi Thánh Linh của Chúa qua những cạm bẫy, qua những cám dỗ, qua những cái sự thử thách mà chúng ta không có bị mắc lừa. Chúng ta không có bị rơi vào trong những sự ham muốn, chúng ta không bị rơi vào trong những cái việc mà đời sống của chúng ta giống như là những người ở trong bóng tối mà chuyện gì cũng bị sơ hở, chuyện gì cũng bị mắc bẫy, chuyện gì cũng bị lừa lọc. Chúng ta là con cái của sự sáng láng thì những điều đó chúng ta sẽ được Chúa ban cho chúng ta, những cái sự luyện lọc từ nơi Thánh Linh của Chúa ở trong lòng của mình. Chúng ta không bị những cám dỗ, không bị những sự ham muốn, thì chúng ta sẽ thấy rằng những điều đó sẽ giúp cho chúng ta càng ngày càng khôn ngoan hơn, sáng suốt hơn, vì cớ chúng ta vượt qua được những cạm bẫy. Có nghĩa là không phải là những đời sống tinh sạch ở trong Chúa không bị cám dỗ đâu. Đời sống ở trong Chúa là một đời sống còn bị cám dỗ nhiều hơn những người bình thường khác. Một đời sống mà theo Chúa là chúng ta thấy những cái sự cám dỗ đó dường như nó rất là nhiều.
nhưng mà nó không ảnh hưởng. Một nhà thần học nói rằng những sự cám dỗ đó giống như là những đàn chim bay ở trên đầu của các bạn. Nhưng mà cái người mà ở trong Chúa đó thì không bao giờ để cho một con chim nào nó đến nó đậu trên đầu của mình để làm tổ hết. Còn những cái người mà thiếu ơn của Chúa, một người mà không có cái sự hoạt động, không có sự sống đó, thì chim nó có thể đến làm tổ và nó có thể làm ở trên đầu của người đó mà người ta không có thể đuổi đi được. Nó giống như là những cái người rơm ở ngoài đồng như vậy, để đó và chim nó cứ đậu ở trên đó làm tổ và ỉa đái ở trên đầu của cái cây rơm đó. Chúng ta thấy rằng đây là một cái điều mà biết bao nhiêu những đời sống của con người ở trong thế gian tối tăm, và để những điều ô uế, những cái điều xấu mà chính lương tâm của mình đều biết nhưng mà họ vẫn không trục ra được. Rất là nhiều người ở trong thế giới này, trong thế gian này mà chúng ta hỏi họ biết tốt xấu không? Biết. Biết tội hay không biết tội không? Biết. Những phạm nhân mà khi ra trước tòa án đều cũng đều chẳng như vậy hết. Anh có biết tội không? Biết. Biết như vậy tại sao mà muốn làm? Cái câu mà người ta không trả lời được là biết tội, biết cám dỗ, biết điều sai quấy, tại sao lại muốn làm? Tại những cái sự xúi dục của ma quỷ, của những cái điều xấu xa và không có một ai ở trong lòng để kiểm soát, để giữ gìn, để giúp đỡ. Còn con cái của Chúa chúng ta ngày hôm nay, ai là người đã đang kiểm soát đời sống của những con cái của Chúa? Đó chính là Thánh Linh của Chúa, đó là Chúa đang hiện diện ở trong lòng của chúng ta. Cho nên khi đụng chạm đến những vấn đề tội lỗi, những vấn đề cám dỗ, những vấn đề xấu xa, thì chúng ta biết và chúng ta được Chúa Thánh Linh bảo với chúng ta rằng đừng bao giờ phạm tội, đừng phạm tội. Đó là điều mà khi Chúa Giêsu ngài nói với cái người đàn bà tà dâm mà dân chúng họ mang tới để xin Chúa rằng phải ném đá, xin Chúa ra lệnh ném đá cái người đàn bà phạm tội tà dâm. Và Chúa Giêsu ngài nói với họ rằng trong các ngươi ai là người không phạm tội hãy ném đá người đó trước đi. Thì không có một cái người nào mà họ ném đá cái người đàn bà tà dâm hết, và tất cả đều quay lưng lại và bỏ đi. Và Chúa Giêsu đã nói với người đàn bà tà dâm này hãy đi và đừng phạm tội nữa. Điều mà Chúa tha tội cho chúng ta, cho các con cái của Chúa ngày hôm nay, đó là chúng ta đừng phạm tội, chứ không phải là chúng ta không có phạm, không có tội. Nếu chúng ta đã có những cái lỗi lầm, có những tội lỗi, thì cái câu mà Chúa luôn luôn nói với chúng ta là đừng phạm tội nữa. Đừng tái lặp lại, đừng tái lại cái điều tội mà chúng ta đã làm. Cho nên chúng ta thấy là cái sự luyện lọc của Chúa dành cho chúng ta, đó là chúng ta sẽ được khôn sáng, chúng ta hiểu được. Và vì vậy cho nên chúng ta sẽ thấy rằng mình không có phạm tội cũ, nhưng mà có nhiều cái tội khác, có nhiều cái lầm lỗi khác nó vẫn sẽ đến. Và khi đó chúng ta lại được những cái ơn của Chúa soi sáng, dạy dỗ cho một cái tinh thần của một người khiêm nhường, của một người biết ăn năn, của một người biết nhận thức thật là kỹ lưỡng, thì khi đó chúng ta không có phạm lại nữa. Tôi còn nhớ khi mà lúc trẻ khi đi học thì tôi sai những cái chữ viết văn, sai chữ thì cô giáo bắt viết lại cái chữ đó 20 lần. Khi học Anh văn cũng vậy, khi viết những cái chữ sai thì thầy giáo bắt viết lại 10 lần. Viết làm sao để mà mình quen là đừng có lần sau đừng có viết sai cái chữ đó nữa thôi. Như vậy thì đời sống của các con cái của Chúa ngày hôm nay, có nhiều người đã từng thắc mắc, đã từng nói rằng tôi phạm tội với Chúa thì tôi ăn năn bao nhiêu lần. Và đó là câu mà Chúa Giêsu ngài cũng đã nhắc nhở cho những ai mà nếu có người khác làm cho mình bị bực mình,
khiến cho mình giận dỗi, mình tức giận, mình phải tha thứ cho họ bao nhiêu lần. Những cái cách mà Chúa dạy dỗ cho, từ cái việc ăn năn tội cho việc mình tha thứ cho người khác, hay là chính bản thân của mình phải sửa lại, thì phải bao nhiêu lần? Chúa không, Chúa nói một con số, nhưng mà con số đó ngày hôm nay những nhà giải kinh đã cho biết rằng đó là con số vô hạn. 70 lần 7, không phải là 7 nhân cho 7, nhưng mà là 7 lũy thừa 7. Một cái con số vô hạn mà người ta không có thể tính được rằng sẽ được tha bao nhiêu, sẽ sửa bao nhiêu cả. 70 lần 7. Thành ra chúng ta thấy rằng đây là một cái điều mà Chúa luôn luôn nói với mỗi đời sống của những con cái của Chúa, trong cái tinh thần phạm tội, trong tinh thần ăn năn, trong tinh thần sửa đổi, thì mỗi đời sống của chúng ta muốn trở nên những người được Chúa dạy dỗ khôn sáng đó, chúng ta đừng có sợ cái chuyện là mình phải sửa, đừng sợ cái chuyện là mình phải ăn năn bao nhiêu lần cũng không sao hết trơn, nhưng mà mình sẽ khôn hơn, sáng hơn. Mình càng được sửa nhiều, mình càng được dạy dỗ nhiều chừng nào thì mình lại càng khôn ngoan sáng suốt hơn nhiều chừng đấy. Và không phải ai trong đời này cũng chịu khó dạy cho người khác nhiều lần đâu. Ở trong nhà mà chúng ta thấy là con cái của chúng ta mà nó hỏi một hai lần để chúng ta chỉ cho nó cái điều gì đó, mà cái điều đó mà nó hỏi lại tới lần thứ ba, lần thứ tư rồi đó, là cha mẹ là đã bực mình rồi, không có chịu mà ngồi mà dạy lại cho nó, chỉ cho nó đâu. Lúc đó là gắt giọng lên và đuổi nó đi chỗ khác chứ còn không dạy. Nhưng mà Chúa chúng ta thì dạy bao nhiêu lần, Ngài dạy cho chúng ta bao nhiêu lần cũng được hết. Và chính những điều đó làm cho chúng ta trở nên những người khôn ngoan sáng suốt. Có thể lần này như thế này, lần khác như thế khác, nhưng nếu chúng ta chịu hỏi, nếu chúng ta chịu học, nếu chúng ta chịu sửa, chúng ta cứ đến với Chúa đi, chúng ta sẽ thấy rằng mình sẽ được ơn. Ơn đó là Chúa dạy dỗ cho chúng ta, Chúa soi sáng cho chúng ta. Thậm chí bất cứ một việc gì từ nhỏ đến lớn mà nếu chúng ta chịu khó, chúng ta ngồi lại, chúng ta cầu xin Chúa chỉ cho con chuyện này, chỉ cho con chuyện kia, chúng ta với cái lòng thành kính như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa luôn luôn soi sáng cho mình. Có những điều mà tôi hoàn toàn không hiểu biết gì hết, tự nhiên buổi tối 3-4 giờ sáng tự nhiên giật mình thức dậy, không biết chuyện gì, tại sao như vậy, mình đang ngủ mình đâu có suy nghĩ gì đâu, tại sao mình thức dậy. Nhưng mà khi mà giật mình thức dậy và ngồi lại, lúc bây giờ ngồi là cầu nguyện với Chúa, xin Chúa chỉ dẫn cho con, xin Chúa soi sáng cho con biết chuyện gì có thể xảy ra, chuyện gì mà con chưa biết, chuyện gì mà trong ngày vừa qua mà con đã chưa có làm trọn với Chúa hay không. Thì khi mà cầu nguyện xong rồi đó, thì có cái điều gì quý vị biết không, biết cái điều Chúa trả lời là gì không? Đó là nằm ngủ, nằm xuống ngủ một giấc ngon lành. Mà nếu mà không cầu nguyện thì bữa nào mà không có chịu cầu nguyện, cái chuyện đó là coi như cũng không biết là cái chuyện gì xảy ra, nhưng mà mình cũng không có ngủ được. Nhưng mà khi mà cầu nguyện xong rồi đó, thì Chúa chỉ dẫn cho một điều, đó là cứ nằm xuống mà ngủ, và ngủ rất là ngon. Thành ra không bao giờ, tôi nói là con người tôi không bao giờ bị cái chuyện là mất ngủ cả. Không bao giờ, hoặc là có một cái gì để mà phải suy nghĩ ở trong cái giấc ngủ ban đêm cả. Bởi vì mỗi lần có cái điều gì mà Chúa báo cho mình biết trước, thì mình ngồi dậy mình cầu nguyện. Có khi đó là một cái chuyện là Chúa nhắc cho cái cửa tôi quên đóng trên lò đường chẳng hạn. Mình bước lên mình coi lại coi cái cửa nó đóng chưa. Hoặc là có khi Chúa nhắc nhở cho mình một cái chuyện gì đó mà mình chưa có làm, mình ngồi dậy mà mình làm xong rồi, ngắn ngủi thôi thì đi vô và ngủ lại, một rất là dễ dàng. Thành ra chúng ta biết rằng Chúa nhắc cho chúng ta từng việc lớn đến những việc nhỏ, có kể cả những việc trong đêm khuya, những việc không ai nói cho chúng ta biết hết. Những việc mà ở trong cái đời sống của tôi từ trẻ cho đến ngày hôm nay, tất cả những điều mà học được từ nơi kiến thức ở ngoài đời hay là những điều mà ở trong Kinh Thánh đều là bởi sự dạy dỗ từ nơi Thánh Linh của Chúa hết. Nếu Thánh Linh của Chúa không có dạy dỗ thì đến ngày hôm nay tôi không thể nào đặt bút được xuống viết những cái câu Kinh Thánh hay là những cái điều mà Chúa dạy dỗ trong tâm trí của tôi qua những cái bài giải nghĩa, những bài Kinh Thánh hàng ngày mà tôi đọc và tôi viết ra. Nhiều người, nhiều vị mục sư ngày hôm nay hỏi về cái việc này thì nhiều vị nói khó lắm, tôi giảng thì được chứ còn bảo mà tôi viết ra thì tôi viết không có được.
Rồi có những người thì họ có những cái ơn chữa bệnh được, nhưng mà bảo rằng để mà dạy dỗ giúp đỡ cho một cái gia đình được thật là ấm êm hạnh phúc thì họ nói tôi không có kinh nghiệm đó, bởi vì tôi có thể chữa bệnh được mà gia đình của tôi thì chưa có hạnh phúc, cho nên tôi không thể cầu nguyện cho cái gia đình của quý vị trở nên hạnh phúc được. Nhiều cái ơn khác nữa ở trong cái cuộc sống lắm, chứ không phải là ai cũng được tất cả đâu. Nhưng nếu chúng ta chịu sự dạy dỗ của Chúa, sự chỉ dẫn của Chúa, chúng ta sẽ đi từng việc này sang việc khác, từ những việc nhỏ đến những việc lớn, từ những giai đoạn chúng ta là những người nghèo khó cho đến khi chúng ta được thành công ở trong cái cuộc đời của chúng ta. Mỗi khi chúng ta chịu học hỏi, chúng ta chịu sự dạy dỗ của Chúa đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng có nhiều việc mà phải nói rằng mình không có thể lường trước, mình không thể thấy được Chúa giúp đỡ cho chúng ta như thế nào. Tôi có một cái chuyện nhỏ trong rất là nhiều chuyện mà trong cái đời sống, khi mà tôi thấy rằng Chúa dạy dỗ cho mình những cái điều mà mình không ai chỉ cho mình hết á. Một lần nọ trong cái thời mà còn trẻ, khi tôi đi làm thì tôi đi dạo ngoài đường Lê Hinh Đôn, thì cái ở trong lòng của tôi, trong cái cách sống của tôi thì lúc nào tôi cũng thích học hỏi, cũng muốn tìm hiểu hết. Tôi thấy mấy cái người bán ở đường Lê Hinh Đôn đó, những cái chiếc dép cao su á, thì tôi tới tôi hỏi và cái dép này bao nhiêu tiền, bán bao nhiêu, và nếu như mà tôi mua tôi bán lại thì bao nhiêu. Tôi hỏi từng chi tiết một như vậy đó, thì ta trả lời cho tôi với cái giá như vậy, người ta cho cái giá rẻ rạc như vậy. Và khi một tuần lễ sau đó thì tôi đi ra ngoài Cam Ranh thăm cái người bà con ngoài đó, và tôi cũng đi vào trong các cửa hàng, tôi cũng thấy những cái chiếc dép cao su nó cũng giống như vậy. Và tôi hỏi cái giá bao nhiêu thì ta cho cái giá nó rẻ hơn cả 3/4 cái giá mà người ta bán ngoài chợ Lê Hinh Đôn đó. Và nếu mà đem về mà mình chỉ bán lại có hơn nửa thôi thì vẫn là một cái phần lời cho mình. Và khi đó thì tôi có bao nhiêu tiền tôi dốc hết. Tôi nhớ tôi ra gặp cái ông mục sư ở ngoài Cam Ranh đó, ông cho tôi thêm mượn thêm ít tiền lẻ để đi xe về nữa. Bây giờ tôi lấy hết tiền đi ra, tôi mua cả bao dép như vậy đem về. Và khi mà tôi mua cả bao dép về tôi đem ra ngoài chợ Lê Hinh Đôn, ta mừng quá, bán với cái giá như vậy thì ta rất là mừng và ta nhận khác liền. Và cái chuyện đó xong thì tôi nhớ là tôi đi Cam Ranh về, tôi kiếm được một chỉ vàng. Đó là cái điều mà tôi cũng không ngờ, và tôi cũng không phải là dân buôn bán, vì tôi không phải là con buôn, mà cũng không phải là cái người mà rành về cái chuyện gì hết. Nhưng mà chỉ thấy rằng mình đi có dịp mà Chúa cho cái cơ hội để mà mình học hỏi, mình biết được chuyện này chuyện kia, thì Chúa lại cho thêm mình thêm tiền bạc. Chúa cho kiến thức mà Chúa cho thêm tiền bạc, Chúa cho thêm cái sự giao tiếp mà mình có thể quen biết được, nói chuyện với những cái người bên lề đường được, mình đến với những người ở trong cửa hàng mình nói chuyện được, mình hiểu được người ta, ta hiểu được mình. Nhiều chuyện lắm, chứ không phải là cái chuyện mà giống như những con buôn mà chỉ biết là có tiền bạc thôi. Nhưng mà ơn dạy dỗ của Chúa dành cho những con cái của Chúa đó là ngày hôm nay nhờ những cái ơn đó mà chúng ta có thể tiếp cận được với nhiều người khi mà đi ra ngoài chúng ta muốn làm chứng. Tại sao mà ngày hôm nay có nhiều tín đồ không làm chứng được về Chúa cho những người khác, là tại vì mình thiếu cái ơn dạy dỗ của Chúa dành cho mình, đó là mình chịu khó học hỏi, mình chịu khó làm quen, mình chịu khó nói chuyện. Và khi mà mình có ơn làm quen, mình chịu khó nói chuyện, bắt chuyện, mình hiểu được người ta thì mình mới làm chứng được về Chúa. Thành ra đó là cái lý do mà tại sao có nhiều khóa học mà nhiều người đi học nhiều khóa y hay là khóa chứng đạo sâu rộng này nọ, rốt cuộc về mà không có làm gì được hết. Tại vì chỉ học Kinh Thánh và những cái điều ở trong Kinh Thánh thôi, mà cái thói quen của mình ở trong đời là mình không có chịu làm quen với ai hết, không chịu khó học hỏi, chịu khó để mà tìm biết cái chuyện gì riêng tư hết, và không có cái bắt chuyện nó dễ dàng. Thì khi đi ra mà làm chứng đạo, cho dầu mình có một cái kho kiến thức ở trong Kinh Thánh, mình có được cái ơn rất là Chúa ban cho cái ơn nói năng về ở trong hội thánh thì lưu loát lắm, nhưng mà ra ngoài đời thì mình không có biết nói chuyện gì cả, và rồi thì cái điều đó là hạn chế. Cho nên chúng ta là những người mà Chúa ban cho chúng ta biết rằng đến cái ngày sau rốt thì cái ơn dạy dỗ khôn sáng là cái ơn mà Chúa dành cho tất cả những con cái của Chúa, mà
trong công vụ sứ đồ thì các sứ đồ đã nói rằng trong ngày Sa-rốt thì Ngài sẽ ban cho chúng ta thần của Ngài. Những người trai trẻ, những người già cả, tất cả mọi người đều nhận được ơn của Chúa trong ngày Sa-rốt để làm chứng về Chúa, để nói được về Chúa. Mà ngày hôm nay chúng ta cứ kiểm điểm lại, chúng ta mỗi một tuần đã trôi qua, mỗi một tháng đã trôi qua rồi, và bây giờ chúng ta sắp sửa hết một năm rồi. Ai trong chúng ta là người đã từng làm chứng cho một người, xin đưa tay lên thử tôi xem. Nói cho một người ngoại đạo về biết về Chúa, chúng ta sẽ thấy bao nhiêu người trong hội thánh, chắc chắn rằng chỉ có vài ba người thôi, chứ không có được tới một nửa cái số tín đồ của chúng ta đâu. Tại vì nếu chúng ta không có những cái chịu ơn dạy dỗ và khôn sáng của Chúa ban cho chúng ta về nhiều lĩnh vực mà chúng ta cần học hỏi, chúng ta cần giao tiếp, chúng ta cần phải có được cái ơn này ở trong đời sống trước khi chúng ta sẽ có cái ơn để mà chúng ta làm chứng. Nếu chúng ta không có sự khôn sáng của Chúa cho, chúng ta không có cái ơn dạy dỗ của Chúa cho ở trong mình thì chúng ta sẽ ngay cả chính ở trong gia đình của mình còn không dạy được con cái, đừng nói chi không dạy được cho anh em, vợ chồng của mình, đừng nói chi là chúng ta nói được cho người khác nghe về lời của Chúa. Mình là những con cái của Chúa, mình là những người trung tín, là những người yêu mến Chúa, là những người thật sự đang khao khát ở trong những cái đường lối thánh sạch, nhưng mà chúng ta thấy rằng mình không có làm tấm gương tốt và không dạy dỗ được gì cho gia đình của mình thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng làm sao để chúng ta có thể nói được với những người hàng xóm láng giềng, với những bạn bè xung quanh của chúng ta. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta cái ơn đó, là ơn dạy dỗ khôn sáng, một cái ơn mà chỉ có chúng ta nhận được trực tiếp từ nơi Chúa Thánh Linh mà thôi. Mỗi ngày chúng ta cầu xin Chúa cho mình có một cái sự nhạy bén về điều đó thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái cơ hội chúng ta tiếp xúc với những người xung quanh của mình, những cơ hội mà chúng ta đi chợ, những cơ hội mà chúng ta mua bán, mỗi cơ hội mà chúng ta nói chuyện với những bạn bè của mình, chúng ta thấy rằng bất cứ cái cơ hội nào cũng đều là cơ hội mà Chúa cho chúng ta có cái sự dạy dỗ, mà ở trong đó chúng ta học hỏi được, và rồi từ nơi những cái sự học hỏi đó chúng ta mới trở nên những người khôn sáng, và rồi chúng ta mới chia sẻ, chúng ta lại mới dắt đưa nhiều người về sự công bình, công chính, và từ đó chúng ta sẽ biết rằng chúng ta sẽ được ở trên nước của Đức Chúa Trời trong ngày Sa-rốt là những người mà giống như là những ngôi sao mai đời đời sáng chói. Quyền xin Chúa giúp đỡ để cho chúng ta là một người trưởng thành ở trong đức tin của mình, là những người trưởng thành thuộc linh. Chúng ta biết ơn Chúa, Chúa dạy cho chúng ta từng ngày một, Chúa luyện lọc cho chúng ta bất cứ điều gì hết. Nếu chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta khao khát, chúng ta tìm kiếm, chúng ta sẽ học được, chúng ta sẽ nhận được, và rồi từ nơi đó chúng ta cũng sẽ giúp đỡ được cho nhiều người khác để họ đến với Chúa, và chúng ta sẽ không còn có giống như là những tín đồ, là những người sẽ than thở rằng sao Chúa ơi, con suốt cả năm nay con không có nói được cho ai tin Chúa hết, hay là nói cho ai về Chúa cả. Cái việc mà nói về Chúa là một việc khác, mà nói cho người khác tin Chúa là một việc khác. Chúng ta đừng có phải đánh đồng hai việc đó để rồi chúng ta phải khổ sở vì cớ mình thấy là không ai tin Chúa hết, rồi mình tưởng rằng mình không còn có cơ hội nào để mà nói về Chúa đâu. Cái việc mà nói về Chúa là cái việc mà ơn dạy dỗ khôn sáng Chúa cho chúng ta đó. Chúa cho chúng ta cái ơn dạy dỗ khôn sáng mỗi ngày, chúng ta trong công việc chúng ta đều có cơ hội hết. Còn cái việc tin nơi Chúa, người ta trở lại làm con cái của Chúa, đó là việc quyền năng mà Chúa sẽ còn ban ơn cho chúng ta khi chúng ta hầu việc Chúa lâu dài và kinh nghiệm nhiều hơn nữa, thì Chúa sẽ giúp cho chúng ta có những kết quả thật là xứng đáng. Bây giờ chúng ta đồng đứng lên để chúng ta đi cùng. Chơi yếu của chúng con, những ngày Sa-rốt này Chúa cho chúng con biết rằng Chúa đã bày tỏ cho chúng con một ơn rất là khôn sáng, ơn mà Chúa dạy dỗ trực tiếp cho chúng con qua quyền phép của Thánh Linh, qua quyền năng của sự hiểu biết mà chúng con nhận được
ở trong lời Kinh Thánh và ở trong cuộc sống này, để rồi chúng con có một thái độ giao tiếp, chúng con có những điều kiện để chúng con thân thiện, chúng con có thể làm quen và chúng con có thể những cái sự khôn ngoan của chúng con trong cuộc đời mỗi ngày gia tăng hơn. Thì song song với điều đó, Chúa muốn cho đời sống của chúng con được thanh khiết hơn, tránh khỏi những sự ham muốn nhiều hơn, tránh khỏi những cạm bẫy cám dỗ của đời này nhiều hơn, để chúng con có được ơn của Chúa mà chúng con giúp đỡ cho nhiều người đến với Chúa, tin nhận và thờ phượng Ngài, cũng như cũng nói về tình yêu thương của Chúa, rao ra về quyền năng của Ngài nhiều hơn nữa. Cha Thánh của chúng con, xin ơn của Ngài và quyền năng của Ngài ngự trị trên toàn thể hội thánh chúng con, giống như Ngài đã đổ xuống thần linh của Ngài trong ngày lễ cuối tuần khi xưa. Ngài đã ban cho thần linh của Ngài, ban quyền năng của Ngài trên tất cả những người già cả cũng như những người trẻ tuổi, ai đấy cũng đều có ơn hết, người nào cũng có đủ quyền năng của Chúa để có thể làm những công việc tốt lành cho nhà của Chúa hết. Thì xin Ngài cũng sử dụng hội thánh của chúng con không thể cầu nguyện cho các hội thánh khác được, vì cớ họ không phải là những người mà đang trực tiếp để lắng nghe sự dạy dỗ từ nơi thánh linh của Chúa. Chúng con là những người đang trực tiếp, chúng con đang nghe những sự hướng dẫn của Ngài, thì xin Chúa cho chúng con vâng phục và chúng con làm theo, để rồi mỗi đời sống chúng con mỗi ngày, chúng con thấy một tuần lễ mới sắp tới, hội thánh chúng con tại đây, ai nấy sẽ gặp gỡ nhau và sẽ nói được về những việc mà Chúa đã làm ơn, Chúa ban cho chúng con có quyền năng, Chúa ban cho chúng con một tinh thần mà chúng con làm chứng được, nói được về Chúa cho những người chung quanh đồng bào của chúng con. Chúng cảm ơn Ngài nhiều lắm. Chúng con xin Cha này hiện diện với chúng con và chúc phước cho chúng con luôn. Chúng xin dâng lời Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời Thánh.